các bạn biết đây là cái gì các bạn. Ở dưới chân cầu đen người ta đi vớt mấy cái đây này. Mấy cái đây là cái gì sứa ăn được không? Được hả? Nhưng mà ở đây lúc nào cũng có hay sao? Ý nói ngày nào cũng có hả? À vậy hả? Hay á. Nãy đi ngang thấy ngày em này nó dớt dớt mà không biết nó bắt cái gì. À để lại anh quay thử. Chùi hay á. Đây các bạn, chùi này là vớt một cái sống này, thấy không? Sứa không nè. À đù. Mà làm sao mình biết cái sứa nào ăn được, sứa nào không được em? Không, ý là mình nhìn biết mấy cái bong bong này được không? Cũng được luôn. Ủa cho là mình phân biệt cái nào độc, cái nào không độc. Không biết hả? Đây này các bạn, cái nhìn đẹp lắm. Không ấy nữa anh. Đây đây đây, chù cho nhiều lắm, nhiều lắm. Đây đây. Mà cháu đây nó cũng không biết là cái nào ăn được, cái nào không được, mình không biết, còn ông xã nó không biết, chứ mình không biết. Ui. Cái đây là của mình lấy rồi á. Ủa mà sao mình thả vậy? Thả nó sống. À thả sống chứ mình rớt lại hả? Cái đây là cái mình, còn cái kia là cái chân. Ủa vậy ăn là ăn cái nào? Ăn cái nào cũng được. À ăn cái mình cũng được. Nhưng mà mình lấy cái chân còn cái mình thả ra xuống lại. Rồi nó sống lại không? À nó sống lại. Nó ra mọc. Gặp mưa là nó sống. À nó sống lại rồi nó mọc chân ra lại hả? Ủa vậy sao mình không bắt luôn? Không có người làm. À. Mà chứ cái chân là cái chân là người ta ăn nhiều hơn không? À hay á. Chứ hồi giờ chưa biết cái này. Chù cho nhiều lắm mà. Đi ra là được không biết. Chụp. À. Đây này đó cháu kia nó có cái sọng nhỏ đi vớt này. Mình làm cả ngày vậy hả con? Vậy hả? Là tới trưa nó hết hay sao? À, nước mát mát là mới có. Ngay cái đây là cái cửa ra của cái hồ Đống Đa bạn. Hồ sinh thái Đống Đa này. Nó có cái cửa thoát nước ra này. Cái cửa này cũng nhỏ nhỏ thôi. Cái này chỗ đây cũng mát mẻ ha. Nhưng mà gió, cho nó gió nhiều. Đây là hồ sinh thái Đống Đa các bạn này. Đây này, mình quay các bạn coi nè. Đây hồ sinh thái Đống Đa, đây là dưới chân cái cầu. Cái cầu đây là cái cầu đi bộ. Bên ở cầu đen á, người ta xây thêm cái cầu đi bộ nè, đi vô cái đường Bình Hà. Còn bên đây là cầu đen cũ, bây giờ người ta xây dựng lại mới nè. Cầu mới, cầu bê tông mới để đi vô cảng Quy Nhơn á. Đây nhìn ra Đầm Thị Nại nè, ngồi đây nhìn thấy rất đẹp. Mình mới hỏi lại là người ta nói là cái đây người ta phơi tới chiều người ta mới làm lại, tức là người ta lấy sứa cho nó chết rồi lấy sứa mới đem về, cho bây giờ nó đang có nước đây nó nặng lắm. Nó nói phơi cho khô mà khô, không biết khô thì làm sao. Chắc cho nó chết, cho nó chết rồi người ta rửa, người ta lấy xác nó về, người ta bán cho mấy tiệm bán bún sứa rồi.